Chào mừng các em đến với tiết khoa học lớp 5. Người xưa thường nói trọng nam khinh nữ. Chúng ta có đồng tình với quan niệm này hay không? Vậy nam và nữ trong quan niệm ngày xưa và ngày nay có gì khác biệt? Thì hôm nay cô và các em tiếp tục tìm hiểu qua bài Nam hay nữ tiếp theo. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 8, trang 9. Bài học ngày hôm nay các em cần nắm. Thứ nhất, nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về nam, nữ. Thứ hai, có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới, không phân biệt nam hay nữ. Trước khi vào bài mới, cô có một câu hỏi nhỏ, các em chú ý lắng nghe nhé. Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết được đó là bé trai hay bé gái? A. Cơ quan tuần hoàn. B. Cơ quan tiêu hóa. C. Cơ quan sinh dục. D. Cơ quan hô hấp. Đáp án nào đúng vậy các em? Đó là đáp án C. Cơ quan sinh dục. Đây là cơ quan để phân biệt là bé trai hay bé gái. Vậy giữa trai với gái hay giữa nam với nữ có sự khác biệt gì? Chúng ta cùng tham gia một trò chơi nhé. Trò chơi của chúng ta có tên Ai nhanh ai đúng. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 8, đọc các nội dung ở các tấm phiếu, sau đó xếp vào các cột cho phù hợp, cột nam, cả nam và nữ. Nữ, thời gian dành cho các em bắt đầu. Cô mời các em cùng xem đáp án nhé. Cột nam chúng ta có gì nào? Nam có râu, cơ quan sinh dục tạo ra tinh trùng. Cột cả nam và nữ thì chúng ta có dịu dàng, mạnh mẽ, kiên nhẫn, tự tin, chăm sóc con, trụ cột gia đình, đá bóng, giám đốc, làm bếp giỏi, thư ký. Cột nữ thì chúng ta có cơ quan sinh dục tạo ra trứng, mang thai và cho con bú. Chúng ta đã hoàn thành xong trò chơi. Như vậy các em thấy, nam và nữ có những khác biệt, nhưng cũng có nhiều điểm giống nhau. Vậy, quan niệm xã hội về nam và nữ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo nhé. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu một số quan niệm xã hội về nam và nữ. Để biết được trước đây và ngày nay, quan niệm xã hội về nam và nữ có gì thay đổi, cô và các em cùng tìm hiểu các nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, bạn có đồng ý với những câu dưới đây không? Hãy giải thích tại sao bạn đồng ý hoặc tại sao bạn không đồng ý. A. Công việc nội trợ là của phụ nữ. B. Đàn ông là người kiếm tiền nuôi cả gia đình. C. Con gái nên học nữ công gia chánh. Con trai nên học kỹ thuật. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của câu A nhé. Câu A, công việc nội trợ là của phụ nữ. Các em có đồng ý với quan niệm này không? Không đồng ý nhé các em. Vì đàn ông cũng có thể làm nội trợ như nấu cơm, trông con v.v. Vì vậy chúng ta không đồng ý với quan niệm này. Câu B, đàn ông là người kiếm tiền nuôi cả gia đình. Theo các em, quan niệm này các em có đồng ý không? Chúng ta thấy không chỉ đàn ông là người kiếm tiền nuôi cả gia đình mà phụ nữ cũng có thể kiếm tiền nuôi cả gia đình nha các em. Vì vậy quan niệm này chúng ta cũng không đồng ý. Câu C, con gái nên học nữ công gia chánh, con trai nên học kỹ thuật. Chúng ta cũng không đồng ý với quan niệm này nhé các em. Bởi vì sao? Bởi vì con gái hay con trai đều có thể học nữ công gia chánh hay kỹ thuật và nhiều ngành nghề khác nữa. Miễn sao là phù hợp với khả năng của mình là được. Vì vậy chúng ta không đồng ý với quan niệm này. Theo quan niệm ngày xưa, trong gia đình người phụ nữ phải làm tất cả các công việc nội trợ. Nhưng ngày nay, nhiều gia đình nam giới cũng đã chia sẻ công việc gia đình với nữ giới như nấu cơm, trông con v.v. Đó là vai trò của nam và nữ trong gia đình. Vậy ngoài xã hội thì như thế nào? Chúng ta tìm hiểu nội dung câu 2 nhé. Nêu một số ví dụ về vai trò của nữ trong lớp, trong trường và ở địa phương bạn. Ở trong lớp, trong trường của em,
Em thấy có nữ là ai? À, nữ là cô giáo nè, lớp trưởng nè, rồi tổ trưởng nè. Còn ở địa phương thì chúng ta cũng thấy có nữ là thư ký nè, kế toán, giám đốc và chủ tịch xã, vân vân. Như vậy các em thấy đó, vai trò của người phụ nữ trong xã hội cũng rất quan trọng giống như vai trò của người nam. Vì vậy chúng ta không phân biệt đối xử giữa nam và nữ nha các em. Chúng ta tìm hiểu tiếp nội dung số 3. Liên hệ trong lớp mình có sự phân biệt đối xử giữa học sinh nam và học sinh nữ không? Như vậy có hợp lý không? Các em ơi, nếu trong lớp mà có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ là không hợp lý nha các em. Vì sao các em? Vì nam hay nữ đều có quyền bình đẳng như nhau. Những việc người nam làm được, người nữ cũng làm được và ngược lại. Vì vậy không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ. Nội dung câu số 4. Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ? Nam và nữ chúng ta thấy đều có quyền bình đẳng như nhau và đều có thể làm tốt công việc trong gia đình và ngoài xã hội. Vì vậy chúng ta không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ. Chúng ta vừa tìm hiểu một số quan niệm xã hội về nam và nữ và chúng ta cũng biết rằng vai trò của nam và nữ trong gia đình, xã hội có thể thay đổi. Chẳng hạn như trong gia đình, trước kia nhiều người cho rằng phụ nữ phải làm tất cả các công việc nội trợ. Ngày nay, ở nhiều gia đình, nam giới đã cùng chia sẻ với nữ giới trong việc chăm sóc gia đình, nấu ăn, trông con, vân vân. Ngoài xã hội, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia công tác xã hội và giữ các chức vụ trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp. Vậy chúng ta cần biết điều gì? Chúng ta cần biết quan niệm xã hội về nam và nữ có thể thay đổi. Mỗi học sinh đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi này bằng cách bày tỏ suy nghĩ và thể hiện bằng hành động ngay từ trong gia đình, trong lớp học của mình. Chẳng hạn như trong lớp học chúng ta phải biết tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới. À, không nên phân biệt đối xử giữa các bạn nam và bạn nữ nhé các em. Để các em thấy được nữ giới cũng làm được những việc như nam giới, cô giới thiệu với các em, đây là trận thi đấu bóng đá của các nữ cầu thủ đang diễn ra rất gay cấn. Và bây giờ, cô mời các em xem đoạn thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 ngày tập trung để chuẩn bị cho giải Thưa vô quý địch vị Đông và các Nam bạn, Á được sau tổ chức những tại Thái Lan vào trung tuần tháng 8 tới, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất là không có cầu thủ nào gặp chấn thương và đang duy trì tốt thể lực. Đội tuyển nữ quốc gia đang tiếp tục duy trì 2 buổi tập mỗi ngày để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á tại Thái Lan sắp tới, trong đó sáng rèn thể lực, chiều tập kỹ chiến thuật. Điều đáng mừng là đến thời điểm này, tất cả 26 nữ cầu thủ đều đã ra sân tập và không ai gặp vấn đề về chấn thương. Đến bây giờ thì tôi rất là phấn khởi vì cái số vận động viên chấn thương đã hồi phục và bắt đầu đã tập lại cùng với đội và cái tinh thần tập rất là vui vẻ và phấn khởi và thể lực là đã lên trông thấy. Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, các đối thủ của chúng ta ở giải đấu này đã và đang có được sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vì thế, ông luôn thận trọng với từng đội bóng trong khu vực. Các em thấy đó, ngoài công việc gia đình, nữ giới cũng có thể tham gia tốt thể thao như nam giới. Điển hình là nữ cầu thủ bóng đá Tuyết Dung của đội tuyển Việt Nam. Cô đã xuất sắc đạt nhiều danh hiệu như vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc và quả bóng vàng Việt Nam năm 2014. Và bên cạnh thể thao thì nước ta cũng có nhiều nữ giới giữ chức vụ cao trong các ban ngành. Giới thiệu các em đây là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà Lê Thị Bình, Tổng Giám đốc Công ty Dược Tâm Bình. Và bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Như vậy chúng ta thấy nam hay nữ đều có thể tham gia vào công việc gia đình hoặc ngoài xã hội như nhau, đều có quyền bình đẳng như nhau.
Vì vậy chúng ta không nên phân biệt đối xử giữa nam hay nữ nhé các em. Về nhà, các em ôn tập vai trò của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Chuẩn bị bài, cơ thể của chúng ta được hình thành như thế nào? Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô chúc các em học tập thật tốt nhé. Cô chào tạm biệt các em.